Em chào các bác nhá, là em đây. Bây giờ là hiện tại em đang ở trong rừng là 4 giờ hơn rồi các bác. Nhưng mà em đang vừa ở trong rừng này. Trời thì nhá nhem tối rồi các bác, nhìn là các bác biết. Hôm nay em vào cái khe này thì rất là hay. Này bình thường thì em ít vào này, không biết không ngờ là nó ở đây có nhiều rất là nhiều thiên nhiên kiện này các bác đây nhá. Đó, cái thiên nhiên kiện này các bác nhìn thấy. Đó. Cây thiên nhiên kiện này thì dùng trong bài thuốc xoa bóp đúng không? Bài thuốc uống trong bài thuốc xương khớp. Tuy nhiên cái này dùng xoa bóp thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Còn uống thì các bác hạn chế, uống thì phải có ý kiến của thầy thuốc. Và cây này thì người ta đã làm tiết xuất trong nước hoa nữa. Một vị thuốc khá quý. Đây này các bác, hôm nay em vào mới thấy này. Đây. Này, ui, đẹp không các bác? Nó cũng khá to đấy thôi nhưng mà để đây đã. Qua Tết thì mình tính, còn bây giờ thì mình đi lấy lá thôi. Em sẽ đi lấy lá rong ở trên những cây kia. Thì nếu mình sẽ lên lấy nhưng mà kiểu như là vào rừng em bảo các bác rồi. Khi mà vào rừng thấy cây thuốc phải chia sẻ cho các bác. Bây giờ là 4 giờ hơn rồi nhá, đây này. Trời nhà em tối rồi các bác. Nhưng mà hôm nay em bận đấy. Nên em bận thì bây giờ em mới vào rừng được. Đây có cây chappi này. Nhưng mà cây này thì một số bác sẽ dùng. Còn bản thân em sẽ không dùng. Em sẽ dùng cây tím, em hay chia sẻ với các bác rồi. Dùng cây tím thì em sẽ dùng. Ôi dồi ôi, các bác ở đây người ta đồi của người ta ấy, cho nên là người ta chặt cái khe của người ta chặt củi xuống đây, hay là nó từ đổ nhỉ? À đây từ đổ chứ, đấy, từ đổ đây, người ta cũng qua đây người ta chặt này. Thiên nhiên kiện này các bác, đó thiên nhiên kiện này, đó. Qua Tết là tiếp tục lấy các bạn, bài thuốc ngâm tử hụ để xoa bóp này, là tốt. Ngoài ra, các bác nhìn thấy chưa? Ôi dồi ôi các bác ơi, đấy kìa, cây dây lá xẻ kìa, nhiều chưa? Một vạt luôn này, nó nhiều cây thuốc luôn nha các bác nhá. Kiểu như là những cái khe này bình thường thì mình ít khi vào ấy, nên là không để ý là nó có nhiều cây thuốc thế đâu các bạn. Đây bây giờ vào lấy lá rong, lá rong để gói bánh. Hôm nay 24 rồi, mai lại phải đi chợ huyện rồi, cho nên là cái này cũng dùng trong bài thuốc dạ dày được. Mai lại đi chợ huyện rồi cho nên là hôm nay sẽ phải đi tìm lá các bác ạ. Mà đi chợ huyện để sắm sửa Tết một tí. Với lại cái nữa là bản thân em thì làm thầy thuốc thôi, nhưng mà có đứa em gái nó làm giáo viên này, chị gái làm tóc này. Trời ơi các bác biết em khiếp nạn của em thế nào không? Năm nào em cũng phải ra hổ bởi vì là đông khách ha. Em gái thì nó bán hoa quả ấy. Trời ơi lúc đấy mình, bây giờ mình ít khách á. Khách của phòng hát mình thì toàn chủ yếu là buổi tối á. Cho nên là ban ngày mình vẫn phải ra hổ. Thôi thì mai 25 thì cũng ra hổ chị gái với lại em gái một tí. Xem chợ không sắm sửa được cái gì thì sắm thôi. Với em thì Tết nó cũng không quan trọng lắm đâu. Vào rừng lấy ít lá rong về gói bánh trưng. Còn đào thì có một cây nó mọc ở khóc nhà rồi, chả phải mua bao giờ cả, chả phải tốn tiền cả. Đây này các bác. Hơi tối rồi các bác, thì chắc phải 5 giờ 6 giờ em mới về được mất. Đây này, ở đây có một cái lá, lá xanh để gói bánh này, để cho bánh nó xanh đấy. Ôi, khá nhiều cây thuốc à. Em cũng không hay vào đây. Mà kiểu cái khe này nó cũng không phải ở xa, nó ở gần không, mình cũng ít vào, không ngờ là trong này nó có khá nhiều thiên nhiên kiện. Ôi đây này. Ô một cây gắm này, chết chưa nhỉ? Úi một cây gắm chết chết đâu đây này. Đấy. Gắm đen này, to. To phết đấy. Cái gắm này thì để nó cao chứa bệnh gút à. Trời các bác ơi. Đây một vườn lá rong đây. Mệt quá. Vừa đi vừa quay thế này, lên dốc mệt bỏ sơ đi. Các bác phải biết là với bản tính của em thì lúc nào ở rừng núi rồi, cho nên là người ta có thể chuẩn bị lá rong trước một tháng rồi, còn em thì không cần đâu. Họ cần thì mới vào rừng lấy. Thôi, đi lên một tí hơn chia sẻ cho các bác. Đi lên dốc này nó khá mệt các bác ạ. Vừa đi vừa thở nhá các bác nhá. Vừa thở hổn hển ạ. 24 rồi, 25, 26 rồi. Em thì không mong đến Tết đâu. Em mong hết Tết nhanh thôi. Qua Tết em lại đi hái thuốc cho các bác thôi. Bởi vì là chủ yếu thì em ta gửi thuốc cho các bác ở xa. Tết rồi thì em không gửi được nữa, đúng không? Tết rồi thì em không gửi được nữa, cho nên là em không thích Tết. Em chỉ thích hết Tết thôi. Này các bác, đây cái mộc thông này. Mộc thông này. Nhưng mà em bảo rồi, cây mộc thông thì dùng để nấu cao thôi nhá. Còn cái mộc thông uống thì phải uống cây ở núi đá nó mới tốt. Này các bác.
Ở đây cũng có mấy cái lá rồi. Chắc là lên mấy cái này thôi. Thì quay một tí không à? Quay một tí cho các bác xem không à? Chia sẻ với các bác xong là lấy lá thôi. Ừ, 5 giờ hơn rồi. Đây là cái lá rong nhá các bác nhá. Lá rong thì nó có 3 loại. Một loại là nó đỏ. Cái đấy loại lá rong đỏ là tốt rồi, làm thuốc chữa bệnh tiểu đường rồi đúng không ạ? Một cái loại lá rong đen. Cái loại lá rong đen kia thì mình sẽ không dùng. Kể cả dùng làm thuốc với lại dùng để gói bánh mình không dùng. Lá rong đỏ nhá, ở mặt dưới nó đỏ này thì mình bị chảy máu cam, trẻ em bị mình chảy máu cam ấy thì mình cũng gói bánh để chữa bệnh, ăn không nó sẽ khỏi cái bệnh chảy máu cam này. Đây, đây là cái lá rong đỏ, nhưng mà lá rong đỏ này ít lắm. Còn lá rong xanh này thì mình để gói làm bánh và cái rễ của nó kìa. Nhá. Chia sẻ cho các bác cái ở đây này. Một cây thuốc này, nhiều cây thuốc quá. Cái lá rong đỏ, lá rong trắng này nhá. Có lá rong đỏ thì càng tốt, còn không thì lá rong trắng này. Cái rễ của cây rong trắng này hoặc là cái ngọn non của cây rong trắng này với lại cái màng tang này. Cái khảo khinh ấy. Các bác chỉ cần hai loại này sắc uống thôi trước khi đi uống rượu ấy. Đun nào uống vào, xong ăn no vào, còn lâu mới say được các bác ạ, không say được bao giờ. Em nói thật với các bác luôn là cái bài giải rượu của em thì em có bài giải độc gan của em rồi, nó rất là hiệu quả rồi, nhưng mà để chia sẻ cho các bác một cái loại thuốc nó đơn giản ấy thì là gồm có màng tang ấy, cái khảo khinh ấy. Cây mà người ta bảo cai rượu ấy, thơm phức ấy. Đấy, cái màng tang với lại cái này, cái rễ của lá rong này. Mà lá rong thì tìm lá rong mọc tự nhiên này, cái bụi này đào lên cái rễ của nó, rửa sạch đi, sắc nước uống trước khi đi uống rượu ấy. Ăn no vào, không bao giờ say được luôn. Giải rượu rất là tốt luôn, chỉ cần hai cây này thôi. À, cái hạ diệp châu các kiểu nữa, các bạn có xạ đen nữa, các kiểu nữa cho vào là nó sẽ tốt hơn. Đấy. Các bạn phải biết là bản thân em như thế này thôi, nhưng mà uống rượu khá tốt. Biết gì sao không ạ? Em là thầy thuốc mà, em có bài thuốc của em uống rượu khá tốt. Không phải tự hào đâu, nhưng mà em uống rượu khá tốt. Vậy là em có bài giải rượu. Chả sợ say thế nào cả. Say về, say, mặc dù hôm nay say bét thè nhè nằm bẹp dí tại chỗ, nhưng hôm sau vẫn tỉnh táo đi rừng bình thường. Vì sao ạ? Bởi vì em có giải rượu mà. Có giải độc gan mà. Đây này, đây là thêm một cây thuốc cho thái hóa xương khớp nữa, nhưng mà không thấy cái lá của nó. Đây gọi là cây, cái gì? Còn không biết tên ấy, nhưng mà dùng để sắc nước uống cho bài thuốc xương khớp. Tuy nhiên thì thôi, chia sẻ với các bác vậy thôi. Bây giờ cũng 5 giờ rồi đây, trời nhá nhem tối rồi, cũng không chia sẻ nhiều nữa. Chắc là không biết là từ giờ đến Tết còn có dịp nào vào rừng không. Vào rừng thì sẽ vào lấy cây gì hoặc đi lấy cây gì cũng chắc chắn chia sẻ cho các bác rồi. Còn hiện tại bây giờ thì thôi, chào các bác, lấy lá đi. Không thì nó 6-7 giờ là không ra khỏi rừng. Mặc dù có mấy bạn hộ vệ đi theo, nhưng mà cũng trong rừng mà, cũng khá nguy hiểm, cũng rút sớm thôi, nên là không quay được nữa. Để chào các bác nhá.